Em Hoàng xin mến chào toàn thể anh em đã quay trở lại với em Hoàng ạ. Và ngày hôm nay thì em Hoàng đang test một đôi loa cho anh khách, đó là đôi JBL Control LA, một trong những cái model của JBL Control rất là hiếm trên thị trường. Con này nó có model đó là Control LA anh em nhá. Trước mắt anh em đây là một trong những cái dòng control mà cái bát của nó, cái từ bát của nó phải ngang với mặt bát luôn. Đấy là còn JBL thì anh em đã biết là nó là một trong những cái dòng loa mà cái chét của nó là có độ nhạy, người ta gọi là siêu nhạy anh em nhá. Đấy thì em đang test một đoạn nhạc để cho anh khách ở Thăng Long Hà Nội. Đấy, đây là trước mắt các bác, đây là đôi JBL control nhá, LA anh em nhá. Anh em cùng nghe và cùng trải nghiệm với em Hoàng về cái chất âm của con JBL này nhá. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chậm lặng người đi qua trên đường phố. Em xin gửi tới toàn thể anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với em Hoàng qua số điện thoại 0931 655 906 nhá. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em mà có những cái sản phẩm nào mà mình yêu thích thì cũng nhớ liên hệ với em Hoàng nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng ạ. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều nhá.